Dạ rồi, em chào mừng bà con cô bác đến với kênh YouTube Chắc Cái Trần mới mô tả chi tiết cái đồng hồ lăn xê Paris giá băng ngày hôm nay nha bà con. Đồng hồ của chúng ta hôm nay là rất là đẹp, trời cũng trong xanh rất là đẹp. Đó, đồng hồ của chúng ta ha, là em đọc lại nha, lăn xê Paris. Đây, lăn xê Paris. Lăn xê Paris, giúp nhẹ cho bà con cô bác nha. Ha, lăn xê Paris, trên này có chữ lăn xê luôn ha. Hàng Paris, hàng thương hiệu đình đám. Đây nằm dưới này có chữ dây băng zoom cận cảnh cho bà con cô bác xem nè. À đó, ghê không? 44 mét rồi đó. Đây là da băng. À 4640, đọc quá trời nhỏ đọc không nổi luôn. Ha. À, kim nằm dưới rúng luôn ha. Độ mới của em này á, là mới 98% luôn đó bà con nè. Em đánh đá qua đá lại cho bà con cô bác xem nè. Đó. Đá qua đá lại nè. Đó, đẹp ghê không? Núm nè, núm vàng ha. Đó, núm vàng luôn ha. Độ mới 98% mà. Size của em nó là 26 nha bà con cô bác ha. Đây em đo cho bà con cô bác xem nè. 26 nha. Đây nè ha. Nói chung là mình chỉ tính số tròn thôi nha bà con cô bác ha. Chỉ tính số tròn thôi. 25, 26 ha. Đó, kim nằm dưới rúng. Độ mới 98%. Mặt nè, này mạ vàng nha ha. Ở trong cũng mạ vàng luôn ha. Vàng, vàng. Đây, tại sao nó mạ vàng? Đây em phân tích nha. Nè em đưa này cho ánh sáng tự nhiên chút. Đây em phân tích ha. Rồi em phân tích nha. Water the shit. À, 4640E63930Y. Đó, 4N0088 GN4SBDBG da băng 12 BDGB nè. Có chữ G nè. Gon nè ha. Norman ha. BDGB ha. Quá đẹp luôn. Nắp đích của em nó là lăn xeo nè. In vô cái nắp luôn ha. In khắc chìm vô cái nắp luôn. À, quá đẹp luôn ha. Quá đẹp nè, bà con thấy không? Quá xuất sắc luôn. Dây da nè, nguyên zin nè ha. Dây da là độ mới dây da là 97% ha. Dây da mới được độ mới 97% thôi, tại nhầm khi nó bị cong cong khúc này nè. Ha, là do cái quá trình mà trưng bày á bà con. Chứ đồng hồ này mới chát luôn đó bà con ơi. Rồi giá em đưa ra khỏi mất thời gian bà con cô bác 2,7 triệu bao ship toàn quốc. Bà con mua hàng thì ép số Zalo em vô ha. Hoặc có thể vô kênh Shopee Chắc Cái Trần của em mới tạo ha. Lúc kịch vô mua. Cảm ơn bà con cô bác đã xem video rất là nhiều. Bye bye, see you again.